Xin chào các bác, chào các bác đến số bán cầu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần nữa nhá. Lô cần ngày hôm nay thì sẽ cho các bác vài chiếc cần lua thuộc dòng khuyên carbon, khuyên đời mới cơ nhá. Đấy, khuyên này sẽ là khuyên đời mới nhất hiện tại. Khuyên carbon, khuyên AGS. Đấy, khuyên siêu nhẹ nhá. Hôm nay các bác mới chỉ cần lua bản này để các bác chơi. Các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng như nào thì báo cho em nhé. Số điện thoại cho hàng của em là 0326267369. Em để góc hình luôn nhé. Các bác ưng như nào báo cho em. Em tắt cái âm lượng của điện thoại đi xíu. Ok. Ở đầu tiên thì em sẽ vào một chiếc cần của hãng có hình cây dứa đây nhá. Tên nó sẽ là PALMS này. Một chiếc cần này sẽ là một chiếc cần dích. Đấy. Được trang bị là bát Fuji, khoen là khoen Fuji, lõi su xích cực kỳ ngon các nhá. Ôi, một chiếc cần dích phôi sẽ là màu xám 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 ghi xám các nhá. Khuyên thì cực đẹp. Đây là một chiếc cần dích có chiều dài là 1m8 các nhá. Thông số ở đây là tải dích được 14-45g mồi dích. Phôi dòng này thì cực kỳ bền bỉ các nhá, cần dích bao giờ phôi nó sẽ rất là dẻo. Cân nặng cho bác này 150g, gọi là 1.8 ly. Con này nếu bác là 1.100.000, mã số 1. Một chiếc cần dích mã số 2 này. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần của hãng Gamma các nhá, một chiếc cần lua của Gamma Casu, dòng lua mực. Bản Gamma này là bản đời khá là cao nhá, nhìn rất là đẹp. Được trang bị bát là bát của Gamma đây rồi. Nó ghi chữ Gamma Casu ở giữa con này. Gamma Casu. Ấy, quá đẹp. Được trang bị bát Fuji, khoen Fuji là lòng súng nhá. À quên. Khoen Fuji nội sức xích. Đầu bu chống xoắn. Chiều dài con này sẽ là 76 nhá. Độ cứng ở đây nó ghi là MH. Tải mồi mực là từ 2.5 đến 4 chấm, tải PE từ 0.5 đến 1.2. Một chiếc cần lua mực nhá, cực kỳ thanh và cực kỳ nhẹ luôn. Cân nặng các bác này 100 lẻ ui sao nhẹ thế nhỉ. Con này siêu nhẹ lắm nhỉ, con này có 87g luôn. Gọi 1.05 ly. Đây là một chiếc cần lua mực bản Gamma nhá, giá là 1.8.000, mã số 2. Siêu nhẹ nhá, một chiếc cần lua cao cấp. Sang mã số 3 này. Ở số 3 sẽ là một chiếc cần dích một khúc của hãng Daiwa. Quá đẹp, một chiếc cần được sản xuất tại Thái Lan. Bát sẽ là hình dạng con rắn mao bành nhá, bè ngang. Đấy, xiên trên xiên dưới. Đây sẽ là một chiếc cần được trang bị dàn khuyên AGS, một chiếc cần khuyên carbon, loại xư xích đời mới và đang xịn sò nhất hiện tại giờ. Giá dòng này thì đắt chủ yếu là khuyên cơ nhá. Ôi, dàn khuyên nhá. Con này làm chiếc cần dích của hãng Daiwa, công nghệ ở đây sẽ là XTQ. Đấy, dài là 1m92. Tải ở đây là tải mồi là được 120g tối đa các nhá. Tải cước thì 20 lb, tải PE thì 2 chấm. Quá đẹp, một chiếc cần dích một khúc của Daiwa. Con này thì nếu nó không lỗi thì con này giá sẽ khá là cao nhá, nhưng con này đang bị lỗi một chút rồi các nhá. Xin nhân là bán cho bác chiếc cần này là bị lỗi mất hai khuyên. Khuyên carbon này thì dẫm vào là rất dễ bị gãy, còn nếu bình thường câu thì vĩnh viễn, nhưng mà chỉ dẫm vào là vỡ thôi. Đều nhá, bị lỗi với hai khuyên. Nên con này hôm nay sẽ giảm giá bác nhá. Cân nặng này 120g. Gọn 2.2 ly. Giá con này là 1.7 triệu các nhá, lỗi khuyên. Đấy, các bác có thể về bóc khuyên cho các bác lẻ khuyên. Một chiều khi mỗi khuyên này mấy trăm ngàn không mua được. Tiếp theo này. Mã số 4. Ở số 4 thì sẽ làm chiếc cần đẹp. Con này làm chiếc cần dích nữa nhá.
Đây sẽ làm trần cần dích, dòng dích hai khúc, một chiếc cần lua, à quên, một chiếc cần dích của hãng Daiwa, công nghệ là sẽ là X45 và được trang bị dàn khuyên là khuyên nhựa, à quên, khuyên carbon. Cực kỳ đẹp có nhá. Đấy, khuyên carbon. Khuyên nhỏ carbon luôn, khuyên nhỏ tí tí carbon luôn nhá. Riêng cái đầu bu thì vẫn là chống xoắn bình thường, nhưng mà khuyên khác thì là carbon. Đấy, con này là full gần như carbon hết rồi này. Công nghệ X45, con này có chiều dài là 2m2, bản dích UL nhá. Con này là tải dích 60g. Quá đẹp nhá. Con này giá mới nó khoảng 6 hay 7 triệu gì ạ. Cân nặng này 91g, 1.04 ly, 2.500k con này nhá. Mã số 4. Mã số 5 này. Số 5 này là một chiếc cần VIP nữa này. Đây sẽ là một chiếc cần dích nữa nhá. Con này sẽ là dích dòng cắm gốc, một chiếc cần dích của Daiwa nữa. Cực kỳ đẹp. Các bác nhìn cái bát cũng đẹp. Công nghệ cũng là X45 nhá. Công nghệ carbon X45. Đấy, một chiếc cần được sản xuất tại Thái Lan nhá. Con này dích chỉ được 60g. Cũng dòng dích mềm nhá. Dàn khuyên này con này, khuyên carbon AGS nhá. Đâu, không phải là AGS mà là gì GS nhỉ? Đúng rồi, AGS. Đấy, khuyên hai chân quá đẹp. Làm chiếc cần dích cơ nhá, ngọn màu cam cam đỏ đỏ như con kia. Một chiếc cần dích cắm gốc. Một bộ khuyên này nhiều khi các bác mua lẻ nó đã rơi vào 2 triệu hơn một bộ khuyên này nếu mà mua. Đấy, cần dích này sẽ đắt hơn dích cắm gốc này sẽ đắt hơn dích bản hai khúc được một chút xíu nhá. Con này là mã số 5. Nặng là 90g. Gọn 1.12 ly. Ô, cái tờ giấy lại rơi mất rồi. Ra đây, giấy theo số được. Mã số 5 nhá. Cân nặng là 90g. Gọn là 1.15 ly. Mã số 5. Giá là 2.700k các nhá. Đấy, bản khuyên AGS. Hết. Hết hàng khuyên carbon rồi, chuyển sang cần khuyên bình thường nhá. Khuyên xích thôi. Đây là chiếc cần mã số 6. Ở số 6 này sẽ làm chiếc cần dích nữa nhá. Đây sẽ làm chiếc cần dích thuộc dòng dích cứng của hãng Myocrat, sản xuất tại Chila, số Nhật, được trang bị dàn khuyên là khuyên Fuji. Loại xứ xích các nhá. Khuyên này gọi là khuyên chân chìa. Đấy, cực kỳ đẹp. Con này sẽ được trang bị dàn khuyên là khuyên titan các nhá. Ở đây nó ghi là titanium này. Hơi khó nhìn ha. Các bác nhìn thấy dòng chữ chạy chạy dưới này không ạ? Đây này. Khuyên titan nhá. Hoặc là những khuyên bé thì nó ký hiệu là chữ T trên đầu này. Có chữ T chưa? Ở giữa này có một chữ T này. Đấy. Thì khuyên này sẽ là khuyên titan. Một chiếc cần dích trang bị là khuyên, là khuyên chân chìa, khuyên titan. Chiều dài đây là 1m9 nhá. Con này tải mồi mắc là được 150g. Đấy, dàn khuyên titan. Khuyên titan các bác biết nó là dòng khuyên gần như là chất liệu tốt nhất hiện tại bây giờ. Đấy, một chiếc cần dích cứng nhá. Khá là khỏe. Myocrat dài 1m9, tải mồi mắc là 150g, cân nặng này 160g, 2.45 ly các nhá. Con này là loại dích cứng, 1.700k nhá. Hết cần dích. Chuyển sang cây số 7. Mấy chiếc cần đầu cần này nó là dòng hai khúc thuộc cần đẹp đẹp nên quay lâu một tí nhá. Cây số 7 này sẽ làm chiếc cần để cho bác sưu tầm, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì em không biết câu như thế nào, vì dòng này nó sẽ mềm nhũn cả gốc con này, thấy chưa? Cái gốc là các bác uốn cũng cong cong luôn. Nhưng mà cái mã con này ấy, thì nhìn cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Bát sẽ là bát màu trắng muốt, thân cũng sẽ trắng muốt luôn nhá.
Còn cái phần khác thì sẽ được trang trí là vân caro này, chỉ đỏ này. Đấy, khuyên sẽ là khuyên gôn. Loại xúc xích. Một chiếc cần dài 3 mét để cho bác sưu tầm. Con này được sản xuất tại Thái Lan nhá. Đấy, con này thì mang sưu tầm thôi. Về các bác dựng ở giá thì đấy thì nhìn rất là sang trọng luôn. Bát là bát gôn này, quá đẹp. Nói chung con này thì đẹp hết cỡ rồi nhá. Con này em cũng không nhớ giá mới của nó, nhưng mà dò trên mạng nó khoảng tầm 8 9 triệu gì đấy một cây. Ấy, một chiếc cần quá đẹp. Chỉ mang giá trị sưu tầm nhá, còn câu thì em không biết câu loại này luôn mà câu cũng hơi tiếc. Cần trắng khuyên vàng quá đẹp nhá. Cân nặng này 230 g. Bọn 2.15 ly. 1.700.000 hết. Đấy, hôm nay lên cho bác mấy chiếc cần đầu tiên này thì là một cái lô của hàng cao cấp. Nhưng cái lô này mua đã mười mấy triệu. Không phải. Còn ít nữa nhưng mà nó là loại khác. Rồi. Mã số 7. Xong mã số 8 nha. Số 8 sẽ là chuyển dòng cần đại trà rồi. Ở đây sẽ làm chiếc cần dích nữa nhá. Con này sẽ làm chiếc cần dích, cũng thuộc dòng dích cứng của hãng UFM nội địa Nhật. Dài 1m8. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji nội xúc xích, khuyên trắng cực kỳ đẹp nhá. Bình thường khuyên xích này là sẽ thân nó sẽ màu đen, nhưng con này sẽ là màu xám trắng luôn, và màu này là màu vĩnh viễn luôn nhé, không có bị mất màu luôn. Đấy, cần thì cực kỳ cứng. Con này thì được trang bị bát là bát gold. Chiều dài ở đây là 1m8, tải max mồi là 140 g và tải PE được 4 chấm nhá. Con này thì em cũng đã đăng rồi, hôm nay thì lại đăng lại cho bác đây, bác là ưng thì chơi nhá. Nặng là 240 g và ngọn là 3.1 ly, giá 1.300.000, không giảm giá nhé, hết hết cỡ rồi. Con này thì các bác câu đa lăng, lăng xê các kiểu đều được. Rồi sang cây thứ 10, à đâu, nhầm. Cây số 9. 9 sẽ làm chiếc cần tay. Đây là một chiếc cần tay giả trúc, một chiếc cần nội địa Nhật, dài 4 mét rưỡi, cứng khoảng tầm 2.5 đến 3H để cho bác câu rô, câu giếc. Cần giáp khúc gồm 5 khúc các bác nhá, thu gọn là gần 1 mét. Một lóng. Đấy. Cần đẹp, cân nặng này 115 g. Gọn là 1 chấm nghĩa thằng gọn trăm gỗ 115 g. 4,5 115 g. Gọn là 1 chấm 1 ly thôi nhé. Giá là 600 ngàn. Đấy, hôm nay giảm cho bác chút cái số 9 này nhá. Cái số 10 này. Số 10 sẽ làm chiếc cần của hãng Ruby. Con này có chiều dài là 5m3, đọt là đọt 4 các nhá. Được trang bị bát là bát Fuji. Dàn khoen là khoen Fuji nhá, khuyên đẹp không lỗi làm gì. Đấy. Phôi bên trong cái màu xám xanh, à màu xanh dương. Còn rất đẹp, một chiếc cần ISO khuyên lớn cho bác hạ tay câu chép dịch vụ cũng được, hoặc là các bác câu máy cũng rất là ok nhá. Một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc, 54 lọt số 4 luôn đấy. Cân nặng là 330 g. Gọi là 1.77 ly, giá là 650 ngàn. Mã số 10. Mã số 11 này. 11 sẽ làm chiếc cần của LFT nhá. Dài 5m3, 5m4, lọt số 3 của hãng LFT. Phôi cực kỳ đẹp này. Vân hai da. Phôi sáng đẹp quá nhá. Hôm nay là có ít hàng là bán lốt cho bác, là lại đợi lô mới về nhá. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji. Đấy, con này đầu bu là được người chủ sở hữu nâng cấp lên thành full xích đó nhá. Đấy, cái đầu thì cần xích một chút để cho nó tốt cước cho nó dễ. Rồi mã số 11 này, cân nặng này 285 g. Gọi 1.7 ly, hôm nay lên bác là 1.100.000. Mã số 10. 1. Mã số 12. 12 sẽ làm chiếc cần 6m3 đợt 2 của LFT nhá. Bản này là bản Super Full Globe. Đấy, phôi cực kỳ đẹp. Con này thì không chê nữa nhá. Các bác hạ tay câu chép dịch vụ kiểu cũng được, câu máy cũng đều ngon nhá. Một chiếc cần 6m3 đợt 2. Ở dòng này thời điểm hot thì nó khoảng tầm hơn 2 triệu một cây, còn bây giờ thì giá nó khá là mềm nhá. Con này nặng 300 g. Đợt 2 thì ngọn nó phải tầm 1.3 ly. 1.38 ly thôi nhá.
giá là 1.500.000, mã số 12. Mã số 13. 13 sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano nhé. Con này được sản xuất tại Indo. Được trang bị công nghệ carbon Hyperloop nhé. Hyperloop sẽ là carbon vân hay da, giống của LFT vân xanh. Ôi, phô cực đẹp quá nhé. Nhưng mà Shimano nó có hay của nó. LFT cũng có hay của LFT. Nói chung mỗi người thích một kiểu. Một chiếc cần Shimano 5.3 đột 5 nữa nhé. Thông số này đang rất là hiếm để cho anh em chơi đấy. Bát Fuji, khoen Fuji. Không lỗi làm gì. Ngoại hình đẹp nhé. Cân nặng 370g, khá nhẹ đó nhỉ. Ngọn 2.03 ly và giá là 1.500.000, mã 13. Mã 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần của hãng Ryobi nhá, 5.3 đột số 4. Của hãng Ryobi, bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji đó nhá, dàn khoen rất là đẹp này. Phôi bên trong sẽ là màu xám bạc. Đấy, cần cũng phôi rất đẹp và không lỗi làm gì cả. Đấy, còn này ngày hôm nay lấy các bác mềm này, cân nặng 358g, ngọn 1.79 đi. Con này ngày hôm nay lấy bác là 750k rồi này, quá rẻ. Sang mã thứ 15. Sẽ là một chiếc cần của hãng Daiwa nhá. Chiều dài ở đây sẽ là 5.3 đọt số 4. Một chiếc cần của Daiwa cực kỳ đẹp nhá, phôi rất là mới ạ, dàn khuyên cũng rất là đẹp luôn. Đây sẽ làm chiếc cần cực kỳ đẹp để cho bác chơi. Đấy, ngọn đẹp. Nói chung con này mới 89% nhá, 5.3 đọt số 4. Một chiếc cần được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Quá êm, cân nặng quá này. 340g. Ngọn 2.15 ly. Còn này các bác là 2.100.000 nhá. Sang mã thứ 16 này. 16 sẽ là hai chiếc cần tay trợ máy. Bản hiếm nhá. Và con này sẽ làm chiếc cần của Ryobi, được trang bị bát là bát Titan. Chiều dài đây là 6.3, 6.9. Được trang bị dàn khoen là khoen gold. Loại xứ xích. Đấy, con này thì vân trơn các nhá. Cần này rút ra thẳng như kích thước các nhá, cần này cực kỳ thẳng luôn và rất là thanh. Dòng này em cũng trước đã có hạ một cây để đi câu khá là ok các nhá, cần cực kỳ thanh luôn và rất là mới. Một chiếc cần tay trợ máy dài gần 7 mét. Bát titan luôn. Con này sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc. Cân nặng này 270g, 0.9 ly. Và con này nếu bác là 1.300.000, mã 16. Mã thứ 17. 17 sẽ làm chiếc cần tay trợ máy nữa nhá, của hãng Olaf Plus. Dài 7.2 m, bát titan. Olaf Plus thì cái bản này giá mới rất là đắt cô nhé. Ôi, vân này, vân hai da có nhá, vân hai da đời mới, cực kỳ đẹp. Vân hai da tận trên ngọn luôn nhá. Một chiếc cần tay trợ máy 7.2 m của LFT, cân nặng này 300g, ngọn cũng 0.9 đi các nhá, vì dòng tay trợ máy này thì ngọn to lắm thì 0.9 thôi, còn không có to hơn. Đấy, một chiếc cần mã thứ 17 à. 1.900.000 các nhá. Mã 17. Mã 18 này. 18 sẽ làm chiếc cần của Shimano nữa nhá. Con này thì thuộc cho bác là tay siêu to khổng lồ. Con này thì làm chiếc cần 6.3 m. Độ cứng ở đây tương đương đợt 5, đợt 6. Chắc phải lên đợt 6 mất, cực kỳ cứng quá nhé. Con này thân to, vân hai da này. Bản này thì là bản một bản để cho bác câu cá lớn, bạo lực. Đấy, vân hai da là ba lóng, bốn lóng gốc rồi nhé. Vân cực kỳ khủng khiếp luôn. Cái vân nó to cả phân luôn các bạn. Này,
Ở đây nó ghi là 6,3 số 2, nhưng mà cái độ cứng chuẩn so với cần ISO bình thường ấy thì nó khoảng tầm bật 6. Đấy, ngoại hình thì cần thì không lỗi làm gì, cực kỳ đẹp. Quan trọng là cái bác cứ thích thông số thôi, vì cái bản cần này nó rất là nặng. 6,3 đợt 6 nữa thì nó sẽ rất là nặng các nhé, nặng tận 600 gram. Đấy, con này bác hạ hết đi, chỗ này có mấy cục sắt này, hạ hết đi thì nó sẽ khoảng tầm trên 400 gram để cho bác câu chép dịch vụ. Loại chấm đen là câu được hết nhé. Cân nặng là 2 chấm, 600 gram, gọn là 2,2 ly. Con này giá là 1 triệu 800 k con này, 18. Xong lại 19, 19 sẽ làm chiếc cần sút bản ít gặp. Một chiếc cần sút của hãng Shimano, tên sẽ là Pro Sút, sản xuất tại Nhật. Dài là 4,1 m, zoom 48. Trong tất cả các cần sút thì rất là hiếm dòng cần nào mà có zoom nhé. Shimano thì duy nhất có bản này là có zoom. Đấy, được trang bị vân là vân hai da, dòng file là carbon vân màu xa màu xanh dương. Có định vị khuyên chạy nhá, khuyên chạy thì tổng cộng là có lóng thứ ba có một cái khuyên chạy này, và lóng ngọn là sẽ có hai khuyên chạy và có hai định vị khuyên hết nhá. Phôi cực kỳ sáng và đẹp. Đấy, cần này thì giá nó sẽ khá là êm nhá, cũng rất là hiếm gặp loại hình cái này đẹp. Nặng là 490 gram, gọn là 2,6 ly và có giá là 3 triệu 800 k nhé. Đấy, mã này là mã số 19. Sang mã thứ 20, 20 sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano nữa nhá. Dài là 3,6 m, cứng là cứng 20. Sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Phôi sẽ là màu ghi xanh luôn nhá. Ngoại hình đẹp 99% luôn, rất là đẹp. 3,6 m để cho bác đánh gần bờ. Nặng là 260 g. 2,2 ly, giá là 1 triệu 100 k các bác nhé. Mã thứ 21 này. 21 sẽ là một chiếc cần thuộc dòng cần lăng C. Con này có chiều dài là 3 mét 3,1 m cơ nhé. Nó ở chỗ này nó có một cái quấn bằng kiểu dạng gỗ bần ấy, nó quấn vào đây là không bóc ra được. Nên là em để nguyên đây nhá, chỉ biết độ cứng ở đây là 50, rất là cứng. Và dài khoảng 3,1 m, đã mang thước ra đo. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen Fuji. Con này để bác đánh lăng C nhá, cực kỳ cứng luôn. Phôi bên trong của rất là sáng này, dàn khuyên thì đẹp. Đấy, ngọn to, con này ngọn to khủng khiếp, cân nặng 3,03 g. Có thể con này sẽ làm chiếc cần người ta đã hạ ngọn đi một chút rồi các bác nhé. Ngọn con này là 3,3 ly cơ. Đấy, con này thì bình thường nếu mà lăng C thì khoảng tầm 700-800 một cây, nhưng con này lấy bác là 600 rồi này. Mã 21. Đấy, cho bác đánh lăng C 3 mét ok luôn. Sang mã thứ 22. 22 sẽ làm chiếc cần của hãng Suzumi nhá, một chiếc cần tay cứng tương đương khoảng tầm 5 h để cho bác đi đánh chép dịch vụ nhá. Lâu lắm là gặp một chiếc cần tay để bạn không chép được, còn Nhật thì ít đồ câu được chép lắm nhá. Con này được sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị chất liệu carbon và độ cứng rất là tốt, phôi rất là sáng nhá, cứng khoảng tầm 5 h để cho bác đi câu chép dịch vụ. Đấy, cân nặng này 400 gram tròn, gọn 1,7 ly. Con này lấy các bác là 750 k này. Mã thứ 22. 23. 23 sẽ làm chiếc cần của Daiko nhá, 5,3 m đột 1. Đây sẽ làm chiếc cần bán cho bác bộ phôi. Con này lúc lấy về đang bị mất khuyên các nhá, mất đầu bu và mất 3 chiếc khuyên chạy. Khuyên đợt này em đang hiếm không còn, như là bán luôn bác bộ phôi nhá, không dựng lại cần nữa. Còn dựng bây giờ bán khoảng tầm 1,2 triệu một cây. Đấy, con này thì bộ phôi còn rất là sáng, 5,3 m đột 1 để cho bác câu cá nhỏ nhá. Một chiếc cần của Daiko. Cân nặng này 170 g. Ngọn là 0,98 ly và giá là 800 ngàn. Mã thứ 23. Mã 24 các bạn này. 24 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa, bản chất lượng carbon keo lab các nhá. Dài là 5,3 m đọt số 2. Đấy, con này thì bên trong ngoại hình hơi có xước nhẹ một tí các nhá. Dòng này thì cực kỳ đẹp, một chiếc cần vân hai da đẹp nhất của Daiwa hiện tại bây giờ. Được trang bị khoen bát Fuji Six nhá, nhưng con này là bán bộ phôi thôi vì khuyên nó mới mất rồi. Đấy, bán cho bộ phôi con này đó nhá.
cân nặng và giá cho bác này, 230 g, gọi 1.67 ly, 1.400.000 nhé, mã 24. Mã 25, 25 sẽ là một chiếc cần tay. Con này chính xác là em không biết là của hãng gì. Nếu một cái đầu ngấn mà nó có cái sắt sắt kiểu này thường thường sẽ là của Ruby. Con này được trang bị, người ta phủ hết sơn rồi nhìn không rõ các nhá. Nó dài khoảng tầm 9 m. Đấy, 9 m zoom 8 m. Phôi thì sẽ là màu carbon xoắn vòng. Bên ngoài thì không biết cần gì vì nó phủ đen xì hết rồi, còn bên trong thì sẽ được trang bị carbon xoắn vòng nhá. Ba lóng ngọn này sẽ được trang bị vân hai da, zin nó hết các bác nhé. Đấy, vân ngọn là zin hai da, ngọn sẽ là ngọn carbon. Cân nặng này 330 g. Và con này thì 1.44 ly các bác nhé. Cần không phụ kiện thế này lấy các bác là 700 k thôi, mã 25. Sang mã 26 có nhá. 26 sẽ làm chiếc cần của Daiwa. À, đây sẽ làm chiếc cần của Daiwa nhá, dòng carbon Wicker. Con này bây giờ nó còn khoảng tầm 9 m cơ nhá. Vân là carbon xoắn gân nhưng mà được người lớp người ta phủ lớp sơn lên trên mặt có nhá. Nên nhìn nó sẽ không được bóng bẩy cho lắm. À, cần thì không lỗi làm gì cả. Chỉ mỗi cái là cái lớp toàn bộ lớp ngoài sẽ được chủ sở hữu người ta sơn một lớp sơn màu đen lên. Nên là cái vân bên trong nhìn nó hơi khó nhìn. Có thể là sẽ ra cường khỏe hơn một chút đấy các bạn. Đấy. Con này sẽ mang cân nặng là 360 g. Lấy cho bác giá đẹp cho bác chơi thôi nhé. 1.7 ly. Lấy cho bác là 800 ngàn. Mã 20. Đấy, 9 mét là 800 ngàn. Còn cái mã cuối cùng này ấy, thì nhìn nó đẹp thôi nhưng nó làm cái gốc các bác nhé. Cái này thì em đang định chế thành một chiếc cán vợt dài khoảng tầm 2,5 m. Đấy, dòng này thì vợt nhẹ nhàng thôi, đẹp thôi chứ cũng không không có ấy được nhá, không có lặng tay được. Đấy, còn có hai gốc thôi, bác nào thích thì nhượng lại cho nhá, 2 lít, còn nếu không được cứ để đây. Em chế thành cán vợt. Ok, hôm nay thì lên cho bác từng đây cần nhé, bác xem clip của em mà ưng cái nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác một clip tiếp theo. Bye bye.